Tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có khoảng 13 trẻ em mắc COVID-19 có triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện nhi. Đáng chú ý, tất cả bệnh nhi này đều chưa được tiêm vaccine, trong đó hơn 1/5 trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm. Còn tại Hà Tĩnh ghi nhận khoảng 100 đến 150 ca mắc mới, tăng 50% so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh hết thực tế khi nhiều người mắc COVID-19 đã cố tình không khai báo. Các chuyên gia y tế cũng nhận định số trẻ mắc COVID-19 tăng lên, phản ánh nguy cơ lây nhiễm chung trong cộng đồng đang ở mức cao khi Việt Nam đã xuất hiện một loạt các biến thể phụ mới của Omicron có khả năng lây nhanh. Tuy trẻ em có sức đề kháng tốt, nhưng nếu để nhiễm COVID-19 phải nhập viện, sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ.